Sebastian sinh ra trong một gia đình cực kỳ giàu có, nói một cách đơn giản chính là từ nhỏ không thiếu thứ gì. Những thứ mà người khác phải vất vả mới có được, như xe sang, đồng hồ nổi tiếng, thì anh ấy đã có từ hồi trung học. Anh ta lợi dụng vẻ ngoài điển trai cùng dáng người cao ráo để chơi đùa với tình cảm của vô số các cô gái. Nhưng dù cha Nam có lợi hại đến đâu, thì người duy nhất mà anh ta không có được chính là cô em gái mà anh ta để tâm đến. Đây chính là cô em gái của Sebastian, Catherine. Đương nhiên họ không phải anh em ruột, Catherine là con gái riêng của người mẹ kế. Ngay từ lần đầu tiên gặp Catherine, Sebastian đã bị mê hoặc. Thân hình quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp, cộng với tính cách trưởng thành, tất cả đều tạo nên một lực hấp dẫn đặc biệt với Sebastian. Nhưng tiếc thay, Catherine cũng là một tay chơi chính hiệu. Với kinh nghiệm đầy mình, Catherine tự nhiên nhìn thấu suy nghĩ của Sebastian trong ngáy mắt. Bất kể anh ta có làm gì, Catherine cũng không bao giờ cho anh ta đạt được thứ anh ta muốn. Catherine cũng là một cao thủ trong việc ngụy trang chính mình. Nhân duyên của cô ở trường học cũng cực kỳ tốt. Thậm chí còn có những phụ huynh còn chủ động liên hệ cô, nhờ cô chăm sóc con gái của họ. Mẹ của Sally là một trong những người như vậy. Sally sớm đã biết đến ngôi trường mà hai anh em Catherine và Sebastian đang theo học. Người mẹ đưa Sally đến đây để nhờ Catherine chăm sóc, với hy vọng rằng con gái của bà có thể trở thành một người mà ai gặp cũng yêu mến. Ba người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng ngừng lại khi Sebastian từ ngoài cửa bước vào. Khác với Catherine, Sebastian không hề che giấu bản thân, tiếng xấu đồn xa đến mức ai cũng biết. Mẹ của Sally rất có thành kiến với Sebastian nên nhanh chóng từ biệt rồi đưa con gái rời đi. Khoảnh khắc hai mẹ con quay lưng rời đi, Catherine không thèm giả vờ nữa. Cô cởi bỏ chiếc áo choàng trên người, không hề ngần ngại khoe ra thân hình hoàn hảo trước mặt Sebastian. Sebastian cũng không lạ gì với cảnh tượng này nữa. Nhìn người anh trai khác cha khác mẹ trước mặt, Catherine chợt nảy ra một ý. Cô nói rằng mình có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, muốn giao cho Sebastian. Hóa ra khi học trung học, Catherine cũng có một người bạn trai. Nhưng sau khi anh ta chơi đùa chán cô, thì lại đến với Sally, một cô bé ngây thơ vô số tội. Chuyện này luôn là một cơn ác mộng âm ỉ trong lòng Catherine, cô ấy luôn bị ám ảnh bởi sự thật rằng cô ấy đã bị đá. Catherine hy vọng anh trai của mình có thể quyến rũ Sally, phá hoại danh tiếng của Sally, báo thù cho cô ta. Nhưng đối với loại chuyện như thế này, Sebastian từ chối thẳng thừng. Đối với Sebastian mà nói, cô gái đơn thuần như sexy vốn chẳng có chút tính thách thức nào. Anh ta đã sớm tìm được một mục tiêu mới, đó chính là con gái bảo bối của hiệu trưởng Annette. Cô gái này dạo gần đây đến sống tại nhà của người họ hàng của Sebastian. Annette không chỉ xinh đẹp, còn cực kỳ bảo thủ. Cô ấy đã tuyên bố với công chúng rằng lần đầu tiên của mình nhất định phải dành cho đêm tân hôn. Loại con gái như này đối với Sebastian có sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Catherine bảo anh ta đừng tưởng tượng quá nhiều, cô gái như vậy anh căn bản không xứng. Sebastian hỏi Catherine muốn cược một ván không. Nhìn thái độ của anh trai, Catherine biết bản thân phải chơi liều một phen. Để Sebastian có thể mau giúp mình trả thù, cô ta đồng ý đặt cược với anh. Nếu Sebastian không thể có được Annette, thì phải tặng cho cô chiếc xe thể thao yêu quý của mình. Ngược lại, nếu thành công, cô sẽ phục vụ anh ta một đêm lãng mạn. Thân là một tay chơi chính hiệu, nếu không thể cưa được một cô em ngây thơ, Sebastian quả thực không xứng đáng được gọi là vương giả của các cha nam. Sau khi vụ cá cược bắt đầu, hai người chia nhau ra hành động. Anh ta lái xe lao vun vút đến nhà người họ hàng, Annette vừa cùng người họ hàng này cưỡi ngựa quay về. Sebastian cố gắng thể hiện hết khả năng của mình, cố gắng để có được sự chú ý của cô gái. Nhưng tất cả đều không như những gì mà anh ta nghĩ. Annette không chỉ không bị anh ta quyến rũ, mà còn thấy phản cảm. Đối với chàng trai quá tự tin như anh ta, cô lạnh lùng nhắc nhở Sebastian, cô sớm đã nghe tin về anh ta không cần giả tạo như vậy. Sebastian thấy không thuận lợi, liền thất vọng mà rời đi. Ngược lại, phía Catherine đang tiến bộ rất nhanh. Cô ấy vô tình phát hiện ra Sally khi đang hẹn hò với bạn trai, lại có quan hệ mập mờ với thầy giáo dạy cello, tên Ronan. Hai người khi học đàn, bầu không khí cực kỳ ái muội. Phát hiện bất ngờ này, khiến Catherine nghĩ ra một kế hoạch táo bạo. Hôm ấy, Catherine hẹn Sally ra ngoài dã ngoại, giả vờ như vô tình mà hỏi về bạn trai của Sally. Sally nói bạn trai sẽ hẹn cô ra ngoài trong kỳ nghỉ phép, nhưng cô lại chưa từng có hành động thân mật với bạn trai. Sally không hề có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ, điều này khiến Catherine rất vui mừng. Cô lại thuận thế hỏi về người thầy dạy đàn, Ronan, kiến nghị Sally lấy anh ta ra để thử nghiệm. Nghe thấy tên Ronan, Sally lại để lộ bộ mặt là một cô thiếu nữ, nói rằng Ronan đã từng viết cho cô một bức thư tình. Lại thuận miệng nói ra nơi cô giấu bức thư tình ấy. Trong lòng Catherine có niềm vui âm ỉ mà Sally đến bây giờ vẫn chưa biết cuộc đời thảm hại của mình đã sắp bắt đầu. Catherine dựa vào việc giúp đỡ thúc đẩy mối quan hệ của hai người này để Sally sao chép một bản thư tình. Không chỉ như vậy, Catherine còn đồng ý với Sally sẽ để cho hai người hẹn hò tại chính nhà của mình. Phía bên Sebastian thì mọi chuyện không được suôn sẻ như vậy. Anh ta dùng hết mọi phương pháp trước đây đã từng sử dụng thành công ra nhưng không một cái nào có tác dụng với Annette. Trong lúc chán nản, Sebastian không còn cách nào liền tìm đến sự trợ giúp từ bên ngoài.
Thông qua tìm hiểu, Sebastian biết được người bạn thân nhất của Annette là một người đồng tính. Nhưng gia đình cậu ta lại vô cùng nghiêm khắc, không cho người khác phát hiện ra giới tính thực sự của mình. Có được thông tin này, mọi chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sebastian kêu bạn của mình hẹn cậu bạn đó đến khách sạn. Nhân lúc hai người đang đắm chìm trong sung sướng, Sebastian liền bước vào phòng bắt tại trận. Cậu bạn hết cách, chỉ có thể lên cùng thuyền với Sebastian. Cậu ta một bên tiết lộ thông tin của Annette cho Sebastian, một bên không ngừng nói những điều tốt đẹp về Sebastian cho Annette nghe. Không qua mấy ngày, ấn tượng của Annette về Sebastian đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, có một tin bất ngờ khiến Sebastian cực kỳ tức giận. Hóa ra lý do Annette có ấn tượng xấu với anh đều là do mẹ Sally ở bên ngoài nói xấu. Sebastian lao về nhà nói chuyện này với cô em gái, hai người đã cùng kể cho nhau tình hình của đối phương. Lần này hai anh em Sebastian đã quyết định giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ. Dưới sự giúp đỡ của người bạn của Annette, Sebastian đã thành công có được sự tín nhiệm của cô. Sebastian và Annette mặc dù chưa có tiến triển tình cảm, nhưng cả hai đã thực sự trở thành bạn bè. Về phía Catherine, nhân lúc Sally đang đi du lịch với bạn trai, cô ta lén lút nói với mẹ Sally về việc Sally và thầy giáo Ronan hẹn hò với nhau. Không lâu sau, chuyến du lịch của Sally đã kết thúc và cô lại tiếp tục đến lớp học đàn. Bất ngờ người mẹ tức giận đi đến, làm gián đoạn hai người, trong tay bà ta còn có bức thư tình của Ronan. Sally nhìn thấy bức thư thì chất vấn mẹ chuyện gì đã xảy ra. Bà ta nói trong lúc dọn dẹp đã vô tình nhìn thấy. Sally thấy vậy thì vô cùng tức giận vì mẹ mình, vừa khóc vừa rời khỏi phòng học. Người mẹ nhân cơ hội ấy nói với Ronan, không chút lưu tình nào mà đuổi anh ta đi. Mà Sebastian và Catherine sớm đã đợi Ronan ở ngoài cửa, trong tay của Catherine vẫn cầm bức thư mà Sally viết. Dưới sự xúi giục của Catherine, Sally đã thể hiện tình cảm của mình qua thư. Ronan sau khi xem xong bức thư thì vô cùng vui mừng. Catherine chỉ cho anh ta tiếp tục giữ mối quan hệ với Sally để Ronan viết thư đáp lại cô ta. Sau khi Ronan rời đi, Sebastian có chút bực bội. Anh ta lo lắng, làm như vậy sẽ hủy hoại một cô gái ngây thơ không biết gì. Catherine không quan tâm hậu quả, nếu chưa đạt được mục đích thì cô sẽ không dừng lại. Sebastian thấy vậy, chỉ có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch. Dưới sự thúc giục của Catherine, Sebastian chỉ đành mượn cớ sẽ giúp đỡ chuyện của Sally và Ronan, mời cô ấy đến nhà. Sally vô cùng vui mừng, lập tức đi đến nhà của Sebastian. Sebastian đổi nước hoa quả của Sally thành rượu, nhân cơ hội cô ta đã say, dỗ dành cô ta ở lại một đêm, đồng thời còn ngủ cùng cô ta. Lúc này, Annette vẫn bị lừa gạt, không biết gì về kế hoạch của Sebastian. Sáng sớm ngày hôm sau, cô hẹn Sebastian đến viện dưỡng lão làm tình nguyện. Sebastian chưa từng làm qua những chuyện thế này. Khi Annette không có ở đó, anh ta chỉ qua loa lấy lệ đối đáp với người anh ta chăm sóc. Khi Annette quay lại kiểm tra, anh ta lại giả vờ như vô cùng hòa hợp. Sau khi rời khỏi viện dưỡng lão, Annette tuy đã nhìn thấy được sự giả vờ của Sebastian, nhưng vì anh ta chịu vì cô mà phối hợp, khiến cô rất vui. Cô đã chủ động nắm tay Sebastian. Còn Sally sau khi lên giường cùng Sebastian lại cảm thấy như có gì đó không đúng. Catherine phát hiện ra sự bất thường của Sally, lại xúi giục cô ấy cùng Sebastian luyện thêm vài lần. Còn nói rằng nếu làm như vậy thì sau này khi sống cùng Ronan mới có thể khiến anh ta cảm thấy không có gì vui bằng ở bên cạnh cô. Sally ngây thơ đơn thuần, hoàn toàn tin vào lời nói của Catherine, nhận lời tiếp tục tập luyện thêm với Sebastian. Sebastian cũng vô cùng phối hợp với kế hoạch của em gái. Từ một cô nữ sinh ngây thơ trong sáng, Sally đã trở thành một người phụ nữ hoang dâm phóng đãng. Kế hoạch của Catherine dần đi đến hồi kết, một cô gái sắp bị hủy hoại. Phía Sebastian lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hôm đó, Catherine đến phòng anh trai, nhìn thấy anh ta đang cầm ống nhòm lặng lẽ ngắm nhìn Annette. Cô liền biết chàng thanh niên này đã rơi vào tình yêu rồi. Quả nhiên, Sebastian đã thực sự yêu Annette, anh thừa nhận bản thân đã hoàn toàn bị cô ấy mê hoặc rồi. Catherine hỏi anh, liệu có phải anh đã thua cuộc cá cược này không? Sebastian đương nhiên sẽ không nhận thua. Anh để Catherine lại, đi tới chỗ Annette và hôn cô. Annette cũng không từ chối. Nhưng rất nhanh, cô đã định thần lại mà đẩy anh ta ra. Sebastian đột nhiên cảm thấy có chút tức giận. Anh ta không hiểu tại sao hai người lại không thể ở bên cạnh nhau. Annette thẳng thắn nói cô cũng có cảm tình với anh ta. Nhưng dưới sự bức ép của Sebastian, cô cũng thừa nhận cô không tin vào chuyện như thế này. Nói xong, cô lập tức rời đi. Chỉ còn lại Sebastian ngây ngốc đứng đó. Anh ta cho rằng không thể tiếp tục như vậy nữa. Tối hôm đó, Sebastian đến phòng của Annette, chơi trò lạt mềm buộc chặt. Anh ta giả vờ từ biệt, lại chỉ trích cô gái, ngoài miệng nói đợi tình yêu đích thực, nhưng khi gặp được lại từ chối đến gần. Đồng thời nhắc nhở cô sau này đừng hối hận. Nói xong, anh ta giả vờ muốn rời đi. Annette do dự một lúc, sau đó cô chắn trước anh ta, khóa trái cửa, trước mặt Sebastian bắt đầu cởi quần áo. Sebastian nhìn thấy đôi mắt chân thành của cô, anh đã từ bỏ, anh ta mở cửa phòng chạy như điên ra ngoài. Sáng hôm sau, Annette lái xe rời khỏi đây. Sự rời đi của Annette khiến Sebastian hiểu ra một điều, anh ấy đã thực sự yêu Annette mất rồi. Anh gọi điện cho bạn thân của Annette, hỏi về hướng đi của cô. Cứ như vậy trước khi cô ấy lên tàu,
Sebastian đã dũng cảm bày tỏ lòng mình. Cũng chính ngày hôm ấy, Sebastian đã hoàn thành vụ cá cược của mình. Nhưng lần này không như những lần trước, sau khi ngủ được với người ta thì bỏ chạy. Mà ngược lại, anh ta trở thành một người bạn trai chính hiệu đối với Annette yêu chiều hết mực. Nhưng điều này khiến Catherine cực kỳ ghen tị, nó hoàn toàn phá vỡ mọi kế hoạch của cô ta. Vì để kích thích Sebastian, Catherine cố tình phát sinh quan hệ với Jonathan, còn cố ý để anh ta nhìn thấy. Anh ở nó lại tạo ra phản ứng ngược, Sebastian hoàn toàn mất đi hứng thú với Catherine. Kích thích không thành thì ép buộc, Catherine cầm điện thoại lên, định nói hết mọi chuyện cho hiệu trưởng. Sebastian nói với cô ta, bản thân đã có ý định nói sự thật cho Annette. Thấy anh trai thực sự quan tâm Annette, Catherine cảnh cáo anh, con người rất khó thay đổi chính mình. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người họ chính là một ruột. Sebastian nói rằng sao cũng được. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh đến tìm Annette. Annette vô cùng vui vẻ, dẫn anh vào phòng mình. Sebastian vừa vào cửa đã nói với cô, tình yêu của anh đối với cô chỉ là lời nói dối. Annette vô cùng đau lòng, không muốn tin vào những gì anh ta nói. Sebastian rơi nước mắt, toàn thân run rẩy mà nói, bản thân anh ta đã yêu người khác rồi. Nhưng nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Annette, anh ta không kìm được lòng mà tiến về phía cô. Annette hoảng loạn đẩy anh ta ra, cô vung nắm đấm lên đấm vào mặt anh ta, vừa khóc vừa đuổi Sebastian ra ngoài. Khi Catherine về đến nhà, Sebastian đã đợi trong phòng khá lâu rồi. Anh nâng ly chúc mừng cô ta đã thắng Annette, nhưng lại không ngờ cô em gái đắc ý nói, cái mà cô ta muốn không phải là Annette, mà là Sebastian đã từ bỏ tình yêu của mình. Anh ta chỉ là đồ chơi của cô ta thôi. Sebastian sững sờ nghe xong lời của Catherine, cuối cùng cũng hiểu mình chỉ là con quay trong tay cô ta. Sự đắc thắng của Catherine càng khiến Sebastian thêm đau khổ. Anh ấy lại vì một vụ cá cược mà vứt bỏ người mình yêu. Anh hối hận về phòng gọi điện thoại cho Annette, nhưng Annette nhất quyết không nghe điện thoại. Anh thất thần lấy ra cuốn nhật ký của mình. Trong này viết anh ta đã từng chơi đùa với biết bao cô gái. Nghĩ tới nghĩ lui, Sebastian quyết định đưa cuốn nhật ký đó cho Annette. Anh nhanh chóng đi đến nhà của Annette, nhưng lại bị mẹ của Annette chặn lại bên ngoài. Sebastian xông vào nhà gọi to tên của Annette. Annette trốn trong phòng nhất quyết không ra. Hết cách, Sebastian chỉ đành nhờ mẹ của Annette đưa cho cô bức thư và cuốn nhật ký của anh. Trong thư, Sebastian gửi lời xin lỗi Annette và nói rằng khoảng thời gian ở cùng cô là khoảng thời gian anh ta hạnh phúc nhất. Hy vọng Annette có thể cho anh một cơ hội. Tối hôm đó, Sebastian đứng ở bên ngoài đợi cả đêm. Sáng sớm, Annette nhìn thấy Sebastian ở dưới lầu đang muốn rời đi, trong lòng cũng đã thầm quyết định, cô vội vã đuổi theo anh. Cũng trong lúc này, Catherine biết anh trai mình đem chuyện này nói ra với Annette, liền gọi điện cho Ronan, nói rằng Sebastian không chỉ ngủ với Sally mà còn đem chuyện của bọn họ nói hết ra ngoài. Ronan cúp điện thoại, vô cùng tức giận đi ra ngoài tìm Sebastian. Annette đuổi kịp Sebastian, nhưng lại nhìn thấy hai người đàn ông đang đánh nhau rồi. Thấy hai người càng đánh càng hăng, Annette vội vàng chạy tới ngăn cản, nhưng đã vô tình bị đẩy ngã ra giữa lòng đường.